In Smurf Village, there are Smurfs who play their part. Oh, hi. Sì John! Ta tưởng tụi bay chết hết rồi. Lão Gà Mơn! À, chúng mày sẽ biết sẽ chết như này mà. Một gam nấm mốc bị vô. Một gam nấm mốc đã bị vôi quá từ giữa các cải chân bò tay tà. Và một miếng bóng băng. Dài, không kịp. Vậy tiêu rồi, đi bằng thỏ thì nhanh hơn. Vậy tiêu rồi, đi bằng thỏ thì nhanh hơn nhiều. Yeah, thành công rồi. Chim hay bơi, gạo gà mên. Lão Gà Mên. Đọc thành chim hay bơi luôn. Đó, bà đặt những ngược tâm lý như vậy cho tất tại. Và giọng bây giờ cũng đã khàn khàn rồi. Bởi vì có những chỗ mà Lão Gà Mên bao giờ cũng hét to để uy hiếp tất cả các sự trục. Ta sẽ như vậy. Tụi bay sẽ như vậy. À không. Hoặc là mỗi khi mà Lão Gà Mên mà bị gặp tai nạn. À, bụm 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 lọt xuống nước đủ thứ chuyện tai nạn. Ta đang chìm. Làm ơn. Ta sợ cá lồng tông lắm. Đây là lần đầu tiên được làm cái công việc lồng tiếng này trong một cái phim hoạt hình khá là nổi tiếng. Nói chung là khó khăn là chồng chất khó khăn. Nổi xì trung là phải sát cánh cùng nhau. Đặc biệt là vào mùa lễ hội năm nay 30 tháng 4 và 1 tháng 5 2017 thì trên tất cả các cụm rạp ở toàn quốc chỉ duy nhất có một bộ phim hoạt hình dành cho các cháu mà thôi. Đó là bộ phim Xì Trung Ngôi Làng Kỳ Bí. Smurfs, The Lost Village.